nay là chắc em đứng tâm bảo và được quý tôn. Chúc cho quý vị và anh chị trong gia đình của anh gặp được nhiều may mắn và an khang thịnh vượng, và làm ăn phát tài phát đạt, sức khỏe dồi dào trong và làm trong cuộc sống hàng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo đây xin sẽ tụng kinh một bài kinh ngắn gọn cho anh chị, là báo cho chúc gia đình anh chị an lành vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày. Sapakutthiya nupya vena sapathamya nupya vena sapasankhya nupya vena puttaratanang thamaratanang sangharatanang tannang ratananang anupya vena pedakataya nupya vena chinasavaka nupya vena sape te rokya sape te paya sape te antaraya sape te upatavya sape te tannimatna vataka serivataka yasavataka Palavataka, Vannavataka, Sukhavataka, Hantasapatya, Tokarokapaya, Vedya, Sauka, Santo, Chupantavya, Aneka, Antaraya, Pivina, Santo, Chate, Chasachya, Sati, Tanang, Leapan, Sati, Pyakna, Sukhampalai, Sire Ai, Chavanna, Chapokan, Vati, Chiyasavasita, Vasacha, Ai, Yuja, Chivasa, Thay, Pavanta, Te, Con, Sinh, Đem, Hết, Lòng, Thành, Kinh, Làm lễ Đức Qua đó, ngày là bậc A-la-hán cao thượng, được chân qua chánh biên trì, cho ngày tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Qua đó, ngày là bậc A-la-hán cao thượng, được chân qua chánh biên trì, cho ngày tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin đó, ngày là bậc A-la-hán cao thượng, được chân qua chánh biên trì, do ngày tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Qua đó, ngày là bậc A-la-hán cao thượng, được chân qua chánh biên trì, do ngày tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Cầu xin cho tất cả tật bản của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nhân mình lễ bái cung dâng đến tam bảo, và có lòng tôn kính căn bằng tu hành tinh tăng, nhân là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu đến đến người, là người năng nhân mình lễ bái cung dâng đến tam bảo, và có lòng tôn kính căn bằng tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.